Ancator xây nhà cùng bạn. Ancator xây nhà cùng bạn rất vui mừng gặp lại các bạn trên kênh Ancator xây nhà cùng bạn. Hiện tại thì trên tay tôi đang cầm cái này, các bạn biết chi tiết thì đây là cái phần thép để chúng ta sẽ buộc kết nối các cái thanh thép lại với nhau, đúng không ạ? Thì chúng ta qua các cái sợi thép nhỏ này. Thế thì làm nào để chúng ta có một công trình cứng vững thì những cái chi tiết rất là nhỏ như cái phần dây buộc như này chúng ta cũng phải lưu ý, đúng không? Ngày nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ các anh chị chi tiết cái quá trình chúng ta sẽ làm cái phần lớp thép 1 ở sàn phẳng U-Bot. Với cái lớp thép 1 này thì chúng ta làm những cái phần nào và cũng lưu ý trong quá trình thi công làm sao thì chúng tôi chia sẻ toàn bộ trong cái video ngày hôm nay. Đây là cái phần thép dây buộc các anh chị nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ khám phá cái phần đầu tiên chia sẻ các anh chị. Chúng ta sẽ đi từ dưới lên trên, đúng không? Chúng ta đi cái dưới đầu tiên, đó là cái phần thép sàn trước. Sau khi thép sàn thì chúng ta đến xếp dầm, dầm ngang, dầm dọc và đến cột. Thì chúng ta đánh giá từng cái tiêu chí một để chúng ta cùng nhau khám phá. Cái phần đầu tiên thì chúng tôi muốn chia sẻ các anh chị, đấy là cái phần ô thép sàn. Thì với cái lớp thép sàn ấy thì bao giờ chúng ta quan tâm nó là cái phần khoảng cách A để đạt chuẩn chưa, và cái phần tiếp theo đó là cái khoảng hở giữa cái lớp thép với cái lớp bê tông bảo vệ là bao nhiêu thì đủ. Thì chúng ta sẽ đi cái phần đầu tiên. Để có được cái khoảng hở tốt ấy thì bắt buộc chúng ta phải có một cái chi tiết. Đây là cái con kê, nó rất là nhỏ để nó đảm bảo khoảng hở. Thì con kê lớp 1 đây, thì bạn cameraman sẽ cùng tôi khám phá. Đây là con kê lớp 1 này. Con kê lớp 1 này thì có kích thước sau khi kê lên nó sẽ là 2 cm. Sau khi kê hoàn thiện xong đây của chúng ta sẽ là 2 cm. Và nó có phần khe rãnh đây rồi. Đấy các anh chị nhìn này. Mà để chúng ta kê thì bao giờ cái con kê này của chúng ta ấy, ở đây thì các anh chị nhìn là cái con kê này của chúng ta nó sẽ có cái khe rãnh trước, và khi chúng ta đặt vào đây thì nó gần như là nó đứng im, nó không di chuyển. Đấy các anh chị lưu ý. Thì đặc điểm của cái con kê, con kê thì cái mác của nó từ 500 đến 800 cho nên nó rất là cứng vững. Chúng ta đi lại chúng ta dẫm thì không bao giờ bẹp được. Để các anh chị yên tâm. Về con kê thứ hai là về cái khoảng cách của phần thép thì đây chúng ta sẽ đan A là A 150. Thì chúng ta sẽ đo, tôi đo một ô trước để cho các anh chị nhìn. Đấy bạn cameraman sẽ quan sát này. Đây, 150 nghĩa là 15 cm này. Các anh chị nhìn 15 cm này. Đây chúng ta sẽ đo hai ô thì cũng phải là 30 cm đúng không ạ? Đấy, ba ô là 45 cm đúng không ạ? Đây các anh chị nhìn 1 2 3 ô là 45 cm. Đây thì các cô các bác các anh chị đo rất là chuẩn. Đấy chúng ta 6 ô là 90 cm. Đấy tôi đo này, các anh chị nhìn rất là chính xác. Về thứ nhất là thép lớp sàn. Về cái lớp bảo vệ bê tông của chúng ta là 2 cm. Khoảng cách giữa các ô của chúng ta là 150, A 150 thì tôi đã kiểm tra nhanh. Một cái khoảng ô ở đây thì đã đạt tiêu chuẩn rồi. Bây giờ các cái phần tiếp theo, với cái công nghệ sàn phẳng U-Bot với nhà 6 tầng thì chúng ta thêm cái phần thép gia cường ở miền dưới này, ở phía giữa này, và đan A sẽ là A 100 cái phần này. Đấy, thép gia cường. Thì cái thép gia cường này có độ dài là 2m3. Tôi đo xem là khi cắt sẽ đạt chuẩn là 2m3 chưa. Đấy, đây các anh chị nhìn này. Đấy, nếu mà đo theo thước là 2m3 này, đúng chuẩn 2m3 này. Đấy, là cái miền dài ở giữa. Rồi, ở cái phần này thì tại sao để tạo ra cái miền đấy thì chúng tôi đã tính toán trên phần mềm ETAP, phần mềm SAP để chạy ra cái kết cấu này, chứ không phải là chúng ta sử dụng các cái phương pháp truyền thống để chúng ta làm với những cái sàn phẳng vượt nhịp với cái chiều dài lớn và công trình. Thì chúng ta phải sử dụng công nghệ và phần mềm tính toán tối ưu nhất để đưa ra những cái giải pháp cho công trình. Đấy là về thép sàn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái tiêu chí tiếp theo, đó là cái thép dầm. Chúng ta đi với thép dầm ngang trước. Ở cái thép dầm ngang này thì chúng ta sẽ xem từ các cái vị trí và các cái phân bố thép đã đạt cái yêu cầu hay chưa. Thì ở đây thì chúng ta ở trên tầng 2 thì cái miền trên là chúng ta hoạt động nhiều nhất, nhiều hơn cái miền dưới. Và đối với thép dầm ngang thì cái miền trên này thì chúng ta cũng phải đi nhiều thép hơn, đúng không ạ? Đấy về nguyên tắc cơ bản. Thì ở đây thì với cái thép dầm ngang này chúng ta sẽ xem là ở thép miền trên này chúng ta có bao nhiêu thanh thép và thép miền dưới bao nhiêu. Thép miền trên này chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta có 5 thanh phi 18. Ở miền dưới này chúng ta chỉ có 1, 2, 3 cái thanh phi 18 thôi, đúng không ạ?
Và tiếp theo thì chúng ta thấy quan sát là cái mối buộc, các cái mối buộc của thép đai phi 8. Đây các anh chị này, các vị trí mối buộc chúng ta buộc hết, không bỏ cái nào nhé, buộc hết các vị trí đúng không ạ. Chiều cao của chúng ta đây, dầm của chúng ta là 20 này, 50 này, 20-40, xin lỗi anh chị, 20-40. Như này là tiêu chuẩn các anh chị nhé. Đấy. Và tương tự như các cái phần thép sàn thì chúng ta có cái con kê để đảm bảo cái phần khoảng cách. Đây con kê đây, con kê lớp dưới đây. Đấy các anh chị nhìn con kê đây, bên này có con kê. Đấy. Và cái điều thứ hai nữa là chúng ta ở phần phía cuối chúng ta phải bẻ mỏ ở cái vị trí thép miền trên này. Chúng ta có tất cả 5 cây này, chúng ta đều phải bẻ mỏ đây. Bạn cameraman quay ra phía này, đây nhìn cái mỏ này. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. Và chúng ta phải bẻ sát xuống phía dưới này nhé. Đấy. Thế về các cái tiêu chí thì chúng ta thấy là cái phần thép dầm là ok rồi đúng không ạ. Bây giờ đến là cái dầm ngang. Còn cái phía dầm dọc thì chúng ta sẽ quan sát. Ở thép dầm dọc thì tương tự, đây là thép sàn miền trên thì bao giờ chúng ta cũng có nhiều thép hơn. Thì giờ chúng ta sẽ cùng tôi khám phá. Đây này, với cái dầm dọc của chúng ta đây, dầm dọc nhà này thì các anh chị nhìn đây là chúng ta cũng có 4 cái thanh thép miền trên. 1, 2, 3, 4. Bạn cameraman sẽ di chuyển gần ra phía này để ra nhìn rõ hơn về cái dầm dọc. Ở cái dầm dọc này thì chúng ta có 4 cái thanh thép miền trên này. Đấy. Và ở phía dưới thì chúng ta chỉ có 2 cái thôi, 2 cây thôi, 2 cây thép thôi. Đây, ở góc này các bạn nhìn rõ hơn này. 1, 2, 3, 4. Như phía dưới này chúng ta chỉ có 2 này. 1, 2. Và bao giờ thì các anh chị quan sát cái phần đai của chúng ta. Chúng ta tương tự ở đai đây thì đoạn đầu thì chúng ta khoảng cách đai của chúng ta ngắn hơn. Bạn cameraman đến đây thôi cùng tôi này. Đây, đoạn đầu của chúng ta thì A chỉ 100 đây này. A 100 đoạn đầu này. Đây, 1. Từ đây là 100 là 10cm này, 20 này, 30, 40. Thì cái đoạn đầu chúng ta sẽ từ vị cái cột ra chúng ta buộc đai A nó dày hơn một chút. Đấy, về thép dầm dọc, phía tương tự phía bên này thế chúng ta sẽ buộc dày hơn. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là A150. Đoạn đầu cột thì chúng ta là buộc A10. Tiếp theo là về, đấy là dầm dọc. Tương tự ở phần cuối thì chúng ta cũng phải bẻ mỏ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần thép cột. Ở đây thép cột thì chúng ta quan sát có tất cả là 10 thanh thép phi 18. Và ở đây thì chúng ta sẽ đo cái độ rộng của chúng ta, đó là đây các anh chị nhìn. Đấy. Đây, cái độ rộng. Thế thì phần cột chúng ta lưu ý là ở cái việt này cột là 320-60. Và cái vị trí này thì chúng ta sẽ có 5 cây cùng một mặt cắt 50%. Chúng ta có 5 cây thấp này, 1, 2, 3, 4, 5 cây ở thấp phía dưới. Và chúng ta sẽ có 5 cây ở phía cao hơn. Nhưng ở đây các anh chị lưu ý là các cái cây ấy, thì chúng ta phải tiến hành so le. Chứ không phải là tôi có 5 cây thì nhiều anh chị để hiểu 50% là chúng ta cắt hết một cái phía này là 5 cây ngắn và phía này là 5 cây dài. Nhưng đây chúng ta phải đặt so le. Ví dụ là một cây ngắn xong đến một cây dài, xong một cây ngắn xong đến một cây dài, xong một cây ngắn đến cây dài, chúng ta đặt so le như vậy để cho đảm bảo cái phần miền cắt của chúng ta nó không bị trùng các anh chị nhé. Đấy, để cho anh chị lưu ý. Và cái chiều dài để tối thiểu đây từ 40D, ví dụ đường kính đây của chúng ta 18, nếu mà các anh chị nhìn nhân với đây tôi để là 80cm là thoải mái rồi. Còn cái chi tiết cao này của chúng ta là 2m thì phần thép của chúng ta thấy là cũng rất là thoải mái. Về cái chiều cao, chiều cao thì chúng ta phải đạt tiêu chuẩn. Ở đây thì chúng ta để này là ok rồi các anh chị nhé. Thế phần từng cái tiêu chí về thép sàn, thép dầm ngang, dầm dọc và thép cột thì chúng tôi đã vừa chia sẻ nhanh xong cho tất cả các anh chị. Bây giờ các anh chị sẽ xem cái phần kỹ thuật buộc rất là nhanh và trong một nốt nhạc của các bác thợ tay nghề bậc 7 như nào để các anh chị có thể quan sát xem chi tiết để chúng ta nhìn. Đây, các anh chị xem những bàn tay vàng để tạo ra những ngôi nhà đẹp. Đây là cái phần thanh thép buộc này. Và đây là cái động tác để buộc đây các anh chị nhìn. Chỉ đúng một nốt nhạc là xong rồi các anh chị nhìn này. Đấy, tôi chưa nói xong thì anh đã làm xong rồi. Đấy các anh chị. Đấy các anh chị thấy rất là nhanh. Thì đây là những cái bàn tay khối óc của người thợ đúng không? Ngôi nhà càng ngày càng cao lên. Và những cái nghề thì trong cái nghề cao quý, rất nhiều nghề cao quý thì nghề
xây dựng là một người rất là cao quý, tạo ra được những ngôi nhà đẹp cho khách hàng. Cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi những quá trình kiểm tra và chia sẻ cho anh chị những cái công việc của đơn vị nhà đẹp, để anh chị có được cái góc nhìn tốt nhất về chúng tôi. Cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video. Nếu anh chị cần tư vấn thiết kế và thi công xây dựng thì liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline là 0386 325 566. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ tất cả anh chị. Ankator xây nhà cùng bạn, Ankator xây nhà cùng bạn. Rồi hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo.